Rắp đầy sông núi, anh em ta rắp đầy sông núi. Quyết bảo vệ sang sáng, ta quyết chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng ngày Chủ nhật từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên làn sóng ngắn 25 mét, tức 11.850 kilô chu kỳ. Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày đầu tiên của tháng 6 năm 2018 và là buổi phát thanh lần thứ 2575 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây: Quân đội Việt Nam tiếp tục tàn phá rừng Campuchia; Bộ Công an Việt Nam truy nã một thuộc cấp của Trịnh Xuân Thanh; đổ đất đá để ngăn chặn lưu thông ở Vinh; Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam phải tăng thuế thuốc lá; Việt Nam được mời tham dự cuộc tập trận Thái Bình Dương của Hoa Kỳ; Việt Nhật đồng ý hợp tác về an ninh hàng hải ở Biển Đông; Hoa Kỳ thay đổi danh xưng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương; Kim Jong-un than vãn là bị Hoa Kỳ chèn ép. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chuyên mục Đất nước đứng lên, Nguyên Khải sẽ gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Đỗ Nga liên quan đến chuyện Quốc hội Cộng sản Việt Nam dọn đường để rước giặc vào nhà. Giữa chương trình, chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạng xung quanh câu chuyện xảy ra cách nay gần 30 năm, cũng vào thượng tuần tháng 6. Mời quý thính giả đoán và theo dõi chuyện gì với bộ ba Thái Hòa, Tâm Anh và Hương Dương. Sau cùng thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ 6 của Chi hội Phụ nữ Âu Cơ Colorado tại Hoa Kỳ trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Văn Hữu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Bác Cơ trình bày sau đây. Tổ chức điều tra môi trường thế giới EIA vừa công bố một phúc trình cho thấy là giới quan chức và quân đội Việt Nam tiếp tục bảo kê cho các công ty đóng gỗ lậu ở Campuchia và vận chuyển về Việt Nam. Cần biết là vào năm ngoái, tổ chức EIA đã vạch trần tệ nạn nói trên, nhưng nhà cầm quyền hai nước Việt Miên vẫn làm ngơ trước tệ nạn này. Trong phúc trình mới nhất có tựa đề là Kẻ vi phạm hàng loạt, đã trưng dẫn hàng loạt bằng chứng về các lượng gỗ lậu khổng lồ được hàng trăm xe tải chở sang Việt Nam. Các đoàn xe này đã sử dụng các đường mòn dọc theo biên giới hai nước để tránh né các cửa ải chính thức. Theo phúc trình nói trên, thì các công ty Việt Nam đã hối lộ giới chức biên phòng và các cấp chỉ huy quân đội để vào rừng đóng gỗ và chuyển sang biên giới, mặc dù Campuchia đã ra lệnh cấm bán gỗ cho Việt Nam từ năm 2016. Cần nói thêm là Việt Nam sắp sửa ký kết hiệp ước kiểm soát rừng với Âu Châu. Theo đó, thì các đồ gỗ của Việt Nam phải chứng minh được xuất xứ theo đúng tiêu chuẩn của Âu Châu. Bộ Công an Việt Nam vào hôm qua đã ra lệnh truy nã ông Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc công ty PVTEX, vừa ra tòa án ở Đức trong tư cách nhân chứng về vụ mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Theo lệnh truy nã, thì ông Duy đã đào thoát ra hải ngoại vào năm ngoái, sau khi Bộ Công an quyết định truy tố về tội cố ý làm sai và nhận hối lộ khi điều hành công ty PVTEX, một công ty con của tập đoàn Petro Việt Nam. Ông Duy đã tẩu thoát kịp thời, trong khi năm đàn em bị bắt giam. Theo báo cáo của Bộ Công Thương Việt Nam, thì vào cuối năm 2016, ông Duy đã xin nghỉ phép với lý do ra nước ngoài để chữa bệnh. Nhưng vào đầu tháng này, ông Duy bất ngờ xuất hiện trong tư cách nhân chứng tại phiên tòa xét xử vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức Quốc. Hơn 30 thước khối đất đá và phế liệu bị đổ trên đường Phạm Hồng Thái, khiến con đường ra vào thành phố Vinh bị tắc nghẽn lưu thông suốt hai ngày qua. Được biết là con đường này đã hư hỏng nghiêm trọng suốt mấy năm qua,
trong khi mỗi ngày đều có hàng trăm xe tải qua lại trên đường. Trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì khói bụi mịt mù. Kể từ sáng thứ Tư 30 tháng 5 vừa qua, 6 đống đất đá đổ ngang trên đường đã khiến xe cộ phải quay đầu tìm đường khác. Thế nhưng, cư dân sống hai bên đường đều phủ nhận là họ đã lập các chướng ngại vật nói trên, vì sáng sớm ngủ dậy thì đã thấy chúng xuất hiện trên đường. Nhân ngày Thế giới không hút thuốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải tích cực hơn nữa để cắt giảm con số 40.000 người Việt thiệt mạng mỗi năm vì hút thuốc lá. Trong cuộc phỏng vấn ở Hà Nội vào hôm qua, ông Kidong Park, trưởng chi nhánh WHO tại Việt Nam, kêu gọi nhà nước Việt Nam nên có thêm một số chính sách thiết thực để xóa bỏ việc hút thuốc lá, trong đó việc tăng thuế thuốc lá. Theo ông Park, thì giá thuốc lá tại Việt Nam có mức thấp nhất thế giới, với mức thuế chỉ vào khoảng 30% so với tỷ lệ 70% của Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị. Cần biết là mỗi năm có 40.000 người Việt qua đời vì các chứng bệnh liên quan đến thuốc lá, với 30% là các bệnh tim mạch và 20% là do đột quỵ. Thế nhưng, ông Park lại ghi nhận là tỷ lệ chết vì bệnh tim mạch ở Việt Nam lại thấp hơn so với các nước láng giềng như Campuchia và Philippines. Trong khi hủy bỏ lời mời Trung Cộng, vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo là đã mời Việt Nam tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, có tên gọi là Vành đai Thái Bình Dương, RIMPAC, vào tháng tới. Cuộc tập trận năm nay sẽ có hải quân của 26 nước tham gia, và nếu chấp thuận lời mời, thì đây là lần đầu tiên mà Việt Nam tham gia Vành đai Thái Bình Dương, RIMPAC. Sau khi được mời làm quan sát viên vào năm 2012, cùng với Việt Nam, năm nay các nước Brazil, Do Thái và Sri Lanka cũng được mời tham dự. Cần nhắc lại là vào tuần trước, Hoa Kỳ đã hủy bỏ việc mời Trung Cộng tham gia, mặc dù nước này từng tham dự vào năm 2014 và 2016. Vào hôm qua, hai nước Việt-Nhật đã ra thông cáo chung, nội dung đồng ý tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải ở Biển Đông và quốc phòng. Thông cáo chung được đưa ra sau buổi gặp gỡ vào hôm qua giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nhân chuyến công du Nhật Bản của ông Quang. Thông cáo kêu gọi các nước không được quân sự hóa Biển Đông và lên án bất cứ hành động nào làm thay đổi sự ổn định ở vùng biển này. Kể từ nay, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ sẽ được đổi thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương để nhấn mạnh tầm quan trọng của vùng biển Ấn Độ Dương trong chiến lược mới nhất của Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ đổi tên ở Hawaii, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết là hai vùng biển này càng ngày càng kháng khích hơn, vì thế phải đổi tên cho phù hợp với tình thế. Ông Mattis cho biết là Bộ Tư lệnh mới này chịu trách nhiệm về các hoạt động của lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á, với quân số lên đến 375.000 quân nhân thuộc đủ mọi binh chủng, kể cả nhân viên dân sự. Trong cuộc gặp gỡ vào hôm qua với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un than vãn là Bắc Hàn bị Hoa Kỳ chèn ép trong tư thế nước lớn. Sau khi cam kết sẽ củng cố mối quan hệ với Nga, họ Kim cho biết là Bắc Hàn đang điều chỉnh các chính sách để đối phó với thái độ bá quyền của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ Kim vẫn bày tỏ hy vọng là sẽ đạt được sự thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump, nhưng chưa rõ là khi nào sẽ diễn ra. Cần nói thêm là trong mấy tuần qua, Trung Cộng và Nga đã liên tục cử nhiều đặc sứ đến Bắc Hàn trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử nói trên. Liên tục chương trình qua chiêu mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Ngà với tựa đề Quốc hội Việt Nam dọn đường cho giặc vào nhà, sẽ được Nguyên Khải trình bày sau đây. Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, Đảng Cộng sản đứng trước ngưỡng cửa phải thay đổi.
nếu theo dân chủ đa đảng như Liên Xô và Đông Âu thì phải chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng với nhiều đảng khác trên vũ đài chính trị. Điều này có nghĩa là đất nước bẻ lái theo chiều hướng văn minh. Ba Lan khi mới chuyển đổi sang tự do, thu nhập trung bình hàng năm của họ chỉ có 3.900 một người. Trong hai năm đầu, chính quyền Ba Lan đã vật lộn với những di sản của thời Cộng sản để lại. Đến năm 1992, Ba Lan bị giảm thu nhập xuống chỉ còn 2.900 đô, bằng 38% thu nhập của dân Bồ Đào Nha và tương đương với Liên Xô lúc đó. Thế nhưng rất ngoạn mục, 18 năm sau, tức là đến năm 2008, thu nhập của dân Ba Lan tăng lên đến 23.000 đô, bằng 92% thu nhập của dân Bồ Đào Nha cùng thời và gấp đôi thu nhập của dân Nga. Tức là cuộc sống của Ba Lan đã đến gần với một số nước Tây Âu, điều mà thời xã hội chủ nghĩa Ba Lan có mơ cũng không thể tin được. Và điều mà đất nước Ba Lan đạt được rất lớn đó là bây giờ Ba Lan đã có ba thứ, vừa độc lập kinh tế, vừa độc lập chính trị, vừa giàu có hơn chính nước Nga. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Linh sợ mất đảng nên sang Thành Đô năn nỉ Tàu thay Liên Xô đỡ đầu cho Cộng sản Việt Nam. Một nước hoàn toàn đi ngược lại Ba Lan. Lúc đó, Việt Nam đang chết đói, mở cửa theo mô hình y hệt Trung Cộng. Kết quả, hôm nay, chỉ số mà người dân Việt Nam thu nhập chỉ quanh quẩn trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á, tức là chỉ cỡ Campuchia và Lào, hoàn toàn cách biệt rất xa với Thái Lan, Mã Lai, Indonesia. Kết quả hôm nay dân Việt khá hơn là do tiền vay quốc tế, hoàn toàn không do thứ đổi mới gì ráo. Với khoản nợ 210% GDP, khi đáo hạn, chính quyền bắt toàn dân phải ói ra để trả nợ cho đảng. Nhà lầu, xe hơi cũng tiềm ẩn bới rác mà ăn như Venezuela. Nợ đó nhân dân gánh trọn. Khoảng cách của Việt Nam không những không thể thu hẹp với các nước không cộng sản ở Đông Nam Á mà còn bị nới rộng ra. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân danh Việt Nam tiếp tục vay và tiếp tục ăn mày khắp thế giới để bỏ túi riêng cho đảng và đảng viên làm giàu. Đã vay rất nhiều và bắt thế hệ tương lai phải gánh 100 triệu để trả, trong khi hiện nay mỗi đảng viên đều có tiền tư túi. Đảng Cộng sản đã đem vận mệnh đất nước ra cầm cố để lấy thêm tiền, lo cho riêng đảng ở thời điểm hiện tại. Vì sao tôi nói thế? Đặc khu kinh tế là nơi ưu đãi dân Tàu hơn cả dân Việt ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Tàu được nhà nước Cộng sản cho phép thực hiện những điều mà dân Việt không làm được, và cộng thêm vào đó, nó còn được sở hữu đất đến một thế kỷ. Đấy rõ ràng là cách Cộng sản đem giang sơn để bán thông qua hình thức biểu quyết của Quốc hội, một trò kịch trá hình đầy sự thâm hiểm. Chiêu này tôi tin Bắc Kinh vạch đường cho Hà Nội, cỡ Hà Nội không thâm đến vậy. Lúc trước nhân dân phản đối gay gắt dự án bô-xít và lúc đó đảng đã quyết định là Quốc hội giơ tay biểu quyết. Hậu quả nay đã rõ ràng. Hôm nay lãnh thổ đất nước bị rơi vào tay Trung Cộng trong sự bất lực toàn dân. Việc trả giá không còn xa nữa. Hiện nay, Việt Nam đã hoàn toàn bất lực trên biển, trước Tàu vì thái độ nhu nhược của Đảng Cộng sản. Thực sự theo tôi, thái độ này là sự thông đồng của hai Đảng Cộng sản để qua mặt nhân dân Việt Nam, chứ chưa hẳn đã là nhu nhược. Vở kịch nhu nhược để hợp thức hóa những thỏa thuận mua bán trên đầu nhân dân. Vậy còn ngày mai? Ngày mai sẽ không xa khi ba đặc khu trải dài ba miền đất nước gồm Bắc, Trung, Nam có đủ. Khi ba cái đặc khu này biến thành ba khu bất khả xâm phạm của Trung Cộng ngay trên đất liền, thì lúc đó đã quá muộn. Ba điểm án ngữ tại ba miền là một vấn đề đáng sợ. Cộng vào đó, sự thâu tóm của phe Nguyễn Phú Trọng trên toàn bộ lãnh thổ đất nước đủ để bảo đảm Đảng Cộng sản Việt Nam có sự thuần phục hoàn toàn. Hiện nay, biển đã mất và nhân dân có nguy cơ không giữ nổi đất liền vì Đảng Cộng sản đã làm xong âm mưu bàn giao. Năm xưa, Tống nhờ Thành Điếu Ngư ngự trên cao mà quân Mông Kha hùng mạnh không thể nào vượt qua. Vì vậy mà quân Mông phải đi vạn dặm, tổn hao hàng vạn binh mã mới đánh được Nam Tống nhờ đi vòng.
một khi kẻ tấn công dưới chân núi mà bò lên được đỉnh núi, thì thành bị chiếm. Tương tự như vậy, khi kẻ làm chủ biển đảo mà bò vào được đất liền, thì giang sơn của kẻ yếu thế coi như mở toang cho quân giặc vào, trước sự bất lực hoàn toàn của phe yếu hèn. Hiện nay quân Tàu đã thống lĩnh biển Đông và họ đã được dọn đường để bước lên bờ bằng luật đặc khu và thuê đất một thế kỷ. Điều đó xem như kẻ tấn công đã tiến chiếm được đỉnh, việc lấy hết tòa thành là không cần phải bàn cãi. Việt Nam hết đường thoát. Nhìn cảnh câm miệng của dân Việt Nam hiện nay, tôi đau thấu xương. Nhìn quốc hội khốn nạn làm theo lệnh đảng Cộng sản dọn đường cho giặc, thì đau lắm và bất lực. Không biết nói sao, tôi đã không sợ Cộng sản triệt hạ, cào bàn phím, gào thét, nhưng buồn vì tất cả như kêu gào vào hư không. Bất lực, buồn quá. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 mét, tức 11.850 kilo chu kỳ, vào lúc 8:30 đến 9:00 tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ nhật từ 5:30 đến 6:00 chiều. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc số 605-781-9802. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Bàn ngang tán dọc. Hôm nay đã là 1 tháng 6 rồi, thời gian đi qua nhanh quá phải không các anh? Ồ hay, sao hôm nay chị Tâm Anh lại quan tâm đến thời gian nhỉ? Vũ trụ vận hành vẫn không thay đổi, mỗi ngày ngày nào cũng 24 giờ, nhanh hay chậm là do mình cảm nhận qua những biến cố trong cuộc sống của mình đấy thôi. Anh nói đúng, tháng 6 hàng năm, chúng ta thường có nhiều sinh hoạt dồn dập, bận rộn, nên thấy thời gian đi rất nhanh. Đây cũng là lúc sinh viên, học sinh, kẻ thì ra trường, người thì được nghỉ hè, rồi vui chơi, du lịch, là mình nhớ lại những mùa hè năm xưa, với tuổi trẻ đầy ắp mộng mơ. Thế mà nay đã mấy mươi năm trôi qua rồi. Chị Tâm Anh nhắc tới tuổi trẻ với những mộng mơ, thì ai trong chúng ta cũng đã qua thời kỳ ấy rồi. Đời người có lẽ đẹp nhất là lúc còn đang ở đại học, với lý tưởng muốn thay đổi cả xã hội, với lòng nhiệt thành, với bầu máu nóng, chúng ta chẳng biết sợ là gì. Đối với tôi thì tháng 6 khơi dậy một biến cố lớn khiến tôi không sao quên được. Biến cố ấy làm tôi phải suy nghĩ cả tháng và thôi thúc tôi phải làm một cái điều gì đó để mà ngăn ngừa cho điều ấy đừng bao giờ tái diễn nữa. Vì nó kinh khủng quá, tàn bạo quá đối với tuổi trẻ như anh chị vừa nói đến. Anh chị có đoán được là chuyện gì không ạ? Hôm nay, Tâm Anh thấy anh Thái Hòa lẩn thẩn như thế nào ấy. Chuyện của riêng anh, ở trong đầu của anh, làm sao chúng tôi biết được? Có liên quan gì đến tình tiền tù tội không đấy? Tâm Anh ơi, tôi đâu phải là người lãng mạn như thế. Biến cố mà tôi muốn nói tới ở đây là một cái biến cố mà những nhân vật nòng cốt chủ động ở trong đó là những sinh viên, học sinh, là những người trẻ ôm ấp khát vọng tự do dân chủ đấy. Các anh chị có nhớ biến cố Thiên An Môn ở Bắc Kinh không? Nó diễn ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Thấm thoát thế mà xảy ra đã 29 năm rồi. À, nhớ rồi. Đây là một biến cố rất lớn, quy tụ hàng triệu người trẻ ở Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Hoa để tranh đấu đòi dân chủ, nhân quyền, nhất là quyền tự do ngôn luận. Nhưng không may đã bị chính Đặng Tiểu Bình ra lệnh dùng quân đội để tàn sát. Lúc ấy, Tâm Anh còn nhỏ nên không biết rõ. Vậy sự kiện diễn tiến như thế nào? Anh Thái Hòa nhắc lại cho Tâm Anh hiểu với. Sự kiện bắt đầu từ cái chết của Hồ Diệu Ba vào ngày 15 tháng 4 năm 1989. Khi ông này còn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tàu, thì ông có khuynh hướng cấp tiến, cởi mở, muốn loại bỏ những cái tư tưởng giáo điều lỗi thời của Đảng Cộng sản. Nên ông đã bị các phần tử bảo thủ ở trong đảng buộc phải từ chức vào năm 1987. Bài điếu văn ở trong đám tang của ông được đăng trên báo thì lại cho rằng ông từ chức vì tự nhận ra mình sai lầm. Một nhóm sinh viên ở Đại học Bắc Kinh kính trọng ông đã đem một vòng hoa đến đài tưởng niệm ở quảng trường Thiên An Môn. Nhưng ngay đêm ấy nhà cầm quyền đã lấy vòng hoa đi. Biết được chuyện này, hôm sau hơn 3.000 sinh viên đã tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành đến Thiên An Môn với một bản kiến nghị gồm 7 điểm như sau.
Thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải phục hồi danh dự cho ông Hồ Diệu Bang và nhìn nhận là Đảng đã sai lầm khi ép ông từ chức. Thứ hai, chấm dứt tuyên truyền chống thành phần tiểu tư sản và gột rửa tư tưởng tiểu tư sản. Thứ ba, phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Thứ tư, tăng ngân sách giáo dục. Thứ năm, cho phép tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa. Thứ sáu, chấm dứt nạn tham nhũng và bao che bằng cách công bố lương của các lãnh đạo và hồ sơ thuế. Thứ bảy, phải đánh giá đúng về ông Hồ Diệu Bang và nhà nước phải hành động minh bạch, đồng thời phải chấm dứt các thương vụ bất chính. Những yêu sách ấy nghe rất hợp lý, nhưng đã bị Đảng Cộng sản thẳng tay từ chối. Thế rồi, không khí bất mãn trong giới sinh viên dâng cao. Thế là ngày hôm sau, 30.000 sinh viên đã biểu tình ở quảng trường Thiên An 1. Ngày 20 tháng 4, một đám đông tụ tập trước trụ sở Đảng Cộng sản Tàu trao vòng hoa tưởng niệm Hồ Diệu Bang cho ban lãnh đạo đảng. Đám đông bị cảnh sát chặn lại, cảnh cáo, rồi cảnh sát đã đàn áp với dùi cui và bắt giữ nhiều người. Nhưng sau đó, số sinh viên tập họp gia tăng đến cả 100.000 người cùng đấu tranh đòi tự do dân chủ theo tinh thần của Hồ Diệu Bang. Một ủy ban đoàn kết sinh viên được thành lập với hai đại diện là Vũ Khải và Quang Đán để điều hành cuộc tranh đấu. Các trường đại học khắp nơi trên toàn quốc đều gửi đại diện đến tham dự. Bản kiến nghị 7 điểm được công bố và các phương pháp biểu tình được thông qua. Các phương pháp gồm có tuyệt thực, bãi khóa và biểu tình ngồi. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng đây là cuộc biểu tình bất bạo động. Từ đó, không khí đấu tranh cho dân chủ nóng dần lên. Phong trào sinh viên và giáo sư các đại học gia tăng. Báo Nhân dân đăng bài chỉ trích sinh viên. Nhưng công nhân các hãng xưởng cũng nhập cuộc đấu tranh. Đảng Cộng sản lo sợ tìm cách ngăn chặn, cài người vào đoàn biểu tình để gây rối loạn. Nhà nước buộc các trường phải giao nộp danh sách giáo sư và sinh viên tham gia đấu tranh. Nhiều cuộc xô xát, đốt phá đã xảy ra. Thấy tình thế nguy ngập cho Đảng Cộng sản, Đặng Tiểu Bình lúc ấy là lãnh tụ tối cao đã điều động quân đội đến 300.000 người kéo về Bắc Kinh. Và đêm mùng 4 tháng 6 năm ấy, cuộc tắm máu đã diễn ra. Đêm đó, một kết quả thảm khốc đã diễn ra. Vòng vây chung quanh quảng trường bị khép kín, đèn điện bị tắt hết, xe tăng tràn vào cán nát những ai không kịp thoát thân, máu me linh láng, tiếng gào thét thảm thiết vang dội, không biết rõ bao nhiêu người đã bị giết. Sáng hôm sau, quảng trường không còn một bóng người, chỉ còn lại mùi thuốc súng, mùi máu tanh tưởi. Mặc dù quân đội đã xịt rửa sạch sẽ cả quảng trường, phong trào dân chủ đã bị dẹp tan từ đó. Trời ơi, sao người cộng sản họ tàn ác thế hả các anh? Hèn chi người dân chán ghét, căm thù cộng sản là vậy. Số người thiệt mạng trong biến cố lịch sử này lên đến 241 người và bị thương lên đến 2.000 người. Sau đó, chính phủ đã tiến hành bắt giữ rất là nhiều người biểu tình và những người ủng hộ, trục xuất các nhà báo nước ngoài và kiểm soát chặt chẽ các sự kiện trên báo chí ở trong nước. Cảnh sát và lực lượng an ninh nội bộ đã được tăng cường. Các viên chức được coi là đồng cảm với các cuộc biểu tình đã bị hạ cấp hoặc thanh trừng. Anh chị có thấy không? Bản chất của Cộng sản là phi nhân, là tàn ác như thế. Bè lũ Cộng sản Việt Nam cũng y hệt như vậy. Thời nay, vì vấn đề kinh tế, họ phải bang giao và làm ăn với các quốc gia dân chủ. Vì những áp lực về nhân quyền từ những quốc gia này, họ không còn dám đàn áp đẫm máu như mấy chục năm về trước. Nhưng họ lại đàn áp bằng những cách tinh vi hơn, nguy hiểm hơn rất là nhiều. Mục đích của những cái cuộc đàn áp là dẹp tan tất cả những ai dám lên tiếng tố cáo những tội ác của Đảng Cộng sản và đám lãnh đạo đảng. Những ai dám chống lại hành vi bán đất, bán biển, bán nước của họ cho Trung Cộng hoặc chống lại hành vi tiếp tay giúp Trung Cộng thôn tính Việt Nam của họ. Nhất là những ai dám trực tiếp phản đối hay chống lại kế hoạch đầu độc toàn dân Việt Nam của Trung Cộng để làm cho dân Việt suy yếu, không còn sức mạnh. Hầu việc thôn tính Việt Nam của Trung Cộng được hoàn toàn thuận lợi, không cần dùng đến súng đạn. Rất chính xác, nhưng chúng ta lại hết giờ mất rồi. Xin hẹn quý anh chị lại tuần sau nhé. Vâng, xin tạm biệt quý thính giả cũng như anh Hướng Dương và chị Tâm Anh nhé. Tâm Anh, Hướng Dương, Khánh Hòa, xin hẹn quý thính giả lần tới. Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quốc hội Cộng sản Việt Nam đang cứu xét dự luật QH14 gọi là luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Mời quý thính giả theo dõi quan điểm của lực lượng cứu quốc về dự án phát triển các đặc khu kinh tế có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, hiện nay các cơ quan truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam đang rầm rộ cổ võ cho ba dự án gọi là đặc khu kinh tế, gồm có Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Nhằm tạo dư luận tốt để Quốc hội sớm thông qua dự luật thành lập các đặc khu kinh tế nói trên, truyền thông nhà nước đang sử dụng rất nhiều từ ngữ tốt đẹp, hấp dẫn, diễn tả các ưu điểm đầy tính thuyết phục của các dự án này. Do óc tưởng tượng, họ đang vẽ ra hình ảnh các đặc khu kinh tế tương lai với đầy đủ các dịch vụ của một thế giới văn minh tiến bộ tột đỉnh, có thể vượt trội so với London, Paris hay Dubai và sẽ bỏ xa Hồng Kông trong quá khứ, hay Thẩm Quyến, Thượng Hải, Ma Cao bên Tàu như hiện nay. Họ cũng đưa ra viễn ảnh những đặc khu này sẽ đem đến nguồn lợi khổng lồ, làm cho dân giàu, nước mạnh. Để cụ thể hóa giấc mơ đặc khu kinh tế, ông Nguyễn Duy Hưng, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng là một trong những người lãnh đạo đầu tiên gắn bó với đề án xây dựng Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Hôm 29 tháng 9 năm 2017, đã chia sẻ trên mạng Zing Việt Nam rằng, chỉ cần 10% trong số 300 triệu người Tàu ở các tỉnh giáp giới Việt Nam như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đến Vân Đồn du lịch là đã thành công rồi. Vì đa số du khách là người Tàu, nghĩa là các đặc khu kinh tế này có chủ đích là đón du khách Tàu. Để điều hành một đặc khu kinh tế như mơ ước, cần có một bộ luật được soạn thảo công phu tỉ mỉ, có tầm nhìn hướng tới tương lai hàng trăm năm sau. Trong luật ấy, ngoài khung pháp lý căn bản cho một nền hành chính thích hợp, thì còn phải xét đến nhiều yếu tố quan trọng khác. Một trong các yếu tố ấy là vấn đề an ninh quốc phòng. Lý do chúng tôi đề cập đến yếu tố an ninh quốc phòng của các đặc khu kinh tế là vì vị trí, địa lý của ba khu vực này đều là những điểm chiến lược hiểm yếu. Nếu để lọt vào tay địch, thì vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải nói ngay rằng, Việt Nam nằm cạnh một nước láng giềng Tàu Cộng tham lam, nham hiểm, luôn ôm tham vọng bá quyền, đã nhiều lần xâm lấn nước ta từ mấy ngàn năm qua. Hiện nay, họ đang bủa vây nước ta từ mọi hướng, dùng quyền lực mềm rất nham hiểm để từng bước thực hiện âm mưu hán hóa Việt Nam. Họ đang chờ đợi cơ hội thuận tiện để ra tay. Muốn thực hiện các dự án trên, việc tìm kiếm nguồn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim không dễ dàng đối với các nước phát triển, nhưng lại là cơ hội bằng vàng đối với Trung Cộng. Vì vậy, cho dù kịch bản được dàn dựng thế nào đi nữa, thì các chủ đầu tư chính vẫn sẽ đến từ Bắc Kinh. Điều này chẳng có gì khó hiểu, vì Việt Nam luôn học hỏi và làm theo những gì Trung Cộng làm trước, là bắt chước mô hình đặc khu kinh tế mà Đặng Tiểu Bình đã thực hiện từ 30 năm trước. Nay thì mô hình này đã lỗi thời, ngay cả giới tài phiệt Tàu Cộng cũng tìm các cơ hội đầu tư khác ở Phi Châu hay Nam Mỹ. Nay cơ hội có ngay ở sân sau, thì tội gì không đầu tư vào. Hơn nữa, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay là sản phẩm do Trung Cộng đào tạo và nuôi dưỡng, thì làm sao có thể cưỡng lại được ý muốn của Bắc Kinh. Nhằm thu hút đầu tư, các dự án phải đặt ra nhiều ưu đãi. Một trong các ưu đãi được nhiều người đặc biệt quan tâm là thời gian cho thuê đất dự trù lên đến 99 năm thay vì 50 hay tối đa là 70 năm. Với thời gian dài như vậy, cùng với âm mưu thôn tính Việt Nam của giặc Tàu, thì sau 100 năm, các nơi này có còn là đất Việt Nam nữa hay không?
cứ nhìn vào sự hiện diện của người Hoa trên khắp nước ta hôm nay sẽ rõ. Trên cao nguyên có hàng chục ngàn công nhân khai thác bô xít. Đó có phải là công nhân hay là quân đội mặc thường phục? Các khu rừng đầu nguồn Việt Nam cho tàu thuê đến 70 năm, kể cả khu vực Formosa, Hà Tĩnh, nay đã trở thành các xào huyệt bất khả xâm phạm của tàu rồi. Hoàng Sa, Trường Sa và cả Biển Đông đang do Trung Cộng khống chế, như thế đã quá đủ để ta cảnh giác chưa? Sức mạnh kinh tế và quân sự của một quốc gia được ví như hai chân của một con người. Trong bối cảnh Việt Nam sau 43 năm thống nhất dưới ách cai trị độc tài của tập đoàn Cộng sản, Việt Nam vẫn là một nước chậm tiến lạc hậu, thua kém các nước lân bang. Do tâm lý mặc cảm yếu kém thúc bách, thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam muốn khỏa lấp những thất bại, nên cố tạo ra ánh hào quang qua những dự án hấp dẫn như các đặc khu kinh tế nói trên. Đây chính là cơ hội để Trung Cộng giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thỏa mãn khát vọng của mình. Đổi lại, Trung Cộng sẽ đổ tiền vào đầu tư khai thác và đưa dân họ vào sinh sống, biến các đặc khu này thành lãnh địa của họ. Như thế, con đường mất nước chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đây là vấn đề sống còn của cả dân tộc. Mỗi người đều có bổn phận phải bảo vệ di sản của cha ông để lại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1957, bị bắt từ tháng 7 năm 2014 với bản án 6 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnuoi@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.